Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay Thanh Nhã và Thanh Hồng đang có mặt tại lễ hội Bánh Nhân Gian Nam Bộ năm 2018 được tổ chức tại Trung tâm Xúc Tiến Đầu Tư Thương Mại và Hội Chợ Triển Lãm thành phố Cần Thơ. Lại thì diễn ra tại địa điểm là 108 Lê Lợi, Cái Khế, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là lễ hội bánh thường niên được tổ chức tại thành phố Cần Thơ. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng Thanh Nhã và Thanh Hồng đi vào trong. Chúng ta sẽ khám phá lễ hội nhé. Dạ. Lễ hội bánh năm nay có rất nhiều gian hàng ẩm thực dân gian với hơn 100 loại bánh như là bánh tét lá cổng, bánh cuốn ngọt, bánh bò nước cốt dừa, bánh bò thốt nốt, vân vân, và thu hút hàng trăm du khách đến tham quan. Các bạn ơi, hiện tại thì tại buổi lễ hội không khí đang rất là đông vui và sôi động. Khi đến đây chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng, nghĩa là bánh với nhiều màu sắc khác nhau, mà còn được thưởng thức những cái hương vị đặc trưng ở nơi đây. Không biết là từ nãy đến giờ thì anh Nhã thích món bánh nào nhất? Anh thì rất là ấn tượng với những cái loại như là bánh bánh xèo của Nam Bộ. Bởi vì chúng ta đó là một cái bánh mà dân gian mà đã từ nhỏ đã được ăn rồi. Món thứ hai anh ấn tượng đó là món bánh tét. Chúng ta có thêm những cái màu sắc khác như là màu của lá cẩm. Và phía bên trong đó, những cái gia vị thì hoàn toàn mới, làm cho anh cảm thấy có sự khác biệt. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến các gian hàng khác để xem những món bánh khác. Anh cũng đang rất là hiếu kỳ và muốn đi khám phá thêm nhiều nơi nữa. Bánh da lợn nè. Bánh da lợn. Bánh lợn đó là bánh bao chỉ. Dạ, dạ. À,
bánh bao bỉ. Dạ em có thể ăn thử không chị? Em sẽ thương em. Em nói đi vị trí của anh trong em là chắc. À, mỗi cái bánh thì mình chấm đường xong mình mới ăn thôi chị. Trong thì chị có thể cho mình dùng một phần nhỏ. Dạ. Yeah. Thơm mùi lá dứa lắm anh nhỉ. Rồi cảm ơn chị. Bánh bao chỉ này thì mình làm bằng bột gì? Dạ bột cái nguồn gốc này nó có từ đâu? À đã nhiều rồi. Tại vì anh cũng đã đi nhiều nơi, anh cũng sinh ra ở tại miền Tây, nhưng mà rất là ít được thấy cái món bánh này. À, cái đây là lần đầu tiên anh thấy á. Nhưng... đúng rồi, bên đó cũng rất là lạ, anh đã có để ý. Bánh này thì quê anh có làm, nhưng mà bánh này chưa bao giờ anh thấy. Và món bánh đó cũng rất là ít thấy. Vậy chắc anh em mình sẽ ghé lại sau để thưởng thức hết những món bánh ngon này ha. Dạ. Dạ rồi. Chú Bình ơi, chú Bình cho con hỏi là cái món bánh xèo của mình á là có điểm khác biệt nào với bánh xèo bình thường ạ? À? Cái điểm khác biệt thì với cái bánh xèo bình thường là nó không dầu, không mỡ, làm bằng cái trái gắt. Dạ. Mình lấy cái trái gắt không dầu gắt. Dạ. Nó rất béo. À, chú Bình cho con hỏi nè, từ khi nào thì mình bắt đầu làm cái món bánh xèo mà quả gắt như thế này, hay là mình đã làm, mình học từ ngày xưa rồi ạ? À? Cái món bánh xèo này ngày xưa là ba đời rồi. Dạ. Xưa mình làm bằng củ nghệ. Dạ. Củ nghệ ăn nó cũng có chất dinh dưỡng, dễ. Dạ. Tiêu hóa. Nhưng mà tôi đã làm du lịch 4 năm nay. Từ cái chỗ tôi sử dụng trái gắt này để là ốp cá hay là gà quay. Dạ. Món ăn đó các khách thì cũng rất thích hợp. Dạ. Tôi suy nghĩ chăn trở tại sao mình không đưa trái gắt này vô cái bánh xèo. Dạ. Đó. Từ chỗ đó tôi cũng chăn chở làm cũng khoảng vài chục lần trong mấy tháng trời. Dạ. Đó. Thất bại nhưng mà cái quyết tâm tôi là đam mê cái ẩm thực đó, tôi sẽ làm khoảng dạ. Thời gian là 4 tháng cũng mấy chục lần hư. Dạ. Đó, rồi sau đó thành công. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ được thưởng thức bánh xèo của chú Bình mới làm xong. Bánh xèo này em thấy nó màu cam, nó tại chỗ khác nó màu cam. Tại vì bánh xèo này làm bằng một thành phần tinh dầu của quả gắt, cho nên quả gắt thì bình thường có màu đỏ, thì nó sẽ ra được cái màu cam như thế này. Mình gói như trong lá cách không anh? Đặc biệt là bánh xèo là chúng ta có thể ăn với rất nhiều loại rau. Tinh túy nằm bên trong nè, đạm không nè, nhưng nè. Và ủa tức là gốc của chú là ở trong cái bột chứ không phải là trong cái nhân không anh? Gắt là chú để trong cái bột. Dạ. Còn cái nhân này theo anh đã hỏi và anh quan sát thì nó là có là thịt của tôm nè, và chúng ta có thịt heo, có đậu xanh và có một cái phần nữa đó chính là cái này là củ hủ dừa. Củ hủ dừa là một trong những cái phần của cây dừa ở ngọn, phần ngọn cây á. Dạ. Thì có thể chế biến rất nhiều món ăn mà trong những cái buổi tiệc và đám cưới ở dưới miền Tây người ta hay dùng. Wow, hấp dẫn quá. Hiện nay thì củ hủ dừa có những cái món như món gỏi củ hủ dừa rất nổi tiếng ở trong những cái buổi tiệc cưới. Dạ rồi, vậy bây giờ em mời anh nha. Anh cũng mời em dùng nha. Một số chương trình nổi bật tại lễ hội như là lễ dân bánh, hội thảo, công nghệ và bảo quản bao bì đóng gói bánh dân gian, hội thi làm bánh, hội thi hát ẩm thực em. Và bánh ngon. Các trò chơi hoạt động dân gian như câu cá trên cạn, bịt mắt đập heo, gắp trứng vịt, lựa đậu. Đến với lễ hội, du khách không chỉ được thưởng thức hàng trăm loại bánh khác nhau mà hơn thế nữa là cảm nhận văn hóa làm bánh và văn hóa thưởng thức bánh, được xem các nghệ nhân làm bánh, tìm hiểu văn hóa vùng miền qua các loại bánh dân gian. Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 7 năm 2018 đã thực sự trở thành một nét đặc trưng của thành phố Cần Thơ, là điểm nhấn văn hóa ẩm thực của vùng, vừa mang nét truyền thống dân gian vừa mang nét hiện đại. Đây được xem là sự kiện mang tính truyền thống nhằm giới thiệu và quảng bá các loại bánh dân gian đặc trưng, giới thiệu hình ảnh con người Nam Bộ đến với các du khách ở trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần bảo tồn phát huy giá trị văn hóa ẩm thực, đẩy mạnh sức sáng tạo của các nghệ nhân làm bánh dân gian, tạo điều kiện kết nối các nghệ nhân với các doanh nghiệp trong và ngoài nước phát triển du lịch Nam Bộ,